Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Danh hài Hoài Linh xúc động gửi bài thơ đến nghệ sĩ Chí Tài khi không thể sang Mỹ tiễn đưa cố nghệ sĩ. Không chỉ cùng nhau thăng hoa trên sân khấu, ngoài đời, Hoài Linh và Chí Tài đã có trên 20 năm tình bạn khiến mọi người ngưỡng mộ. Trước khi thi hài cố nghệ sĩ được đưa về Mỹ, danh hài có quản đã tổ chức cho đàn anh một lễ tang ấm cúng trọn vẹn nghĩa tình tại Việt Nam. Cho thấy mối quan hệ đặc biệt với Chí Tài, anh còn đại diện gia đình chịu tang vai em, cố gắng thực hiện những tâm nguyện còn dang dở của Chí Tài lúc còn sống. Vì tình hình Covid diễn biến phức tạp nên kế hoạch Hoài Linh và Việt Hương cùng đưa cố nghệ sĩ đến Hoa Kỳ đã bị hủy bỏ. Dù vậy, anh vẫn luôn ở sau theo dõi và sẵn sàng giúp đỡ nếu ca sĩ Kiều Loan, vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài lên tiếng. Vào rạng sáng ngày 19 tháng 12, Hoài Linh lặng lẽ theo dõi lễ tang của Chí Tài. Qua xúc động, nam danh hài chỉ ngậm ngùi chia sẻ livestream kèm 4 chữ ấm áp anh nhé. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoài Linh đã gửi bài thơ cuối cùng gửi tặng cố nghệ sĩ. Đây cũng là những tâm tư, tình cảm, minh chứng cho một tình bạn đẹp giữa showbiz Việt đầy thị phi. Huynh ơi, bước chân phiêu bạc đã mỏi rồi. Anh ơi nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Đời trả anh về với nước Chúa, chỉ giữ nụ cười anh trên môi. 20 mấy năm nghĩa đệ huynh, em xin giữ lại những bóng hình, giữ lại cho mình miền ký ức, giữ lại trong tim những chân tình. Từ nay chẳng nghe tiếng thị phi, gạt bỏ ưu phiền những sân si, chẳng còn nhìn cảnh đời đen bạc, chẳng phải nghe tiếng bớt tiếng chị. Kiếp người anh chọn chốn hồng trần, kiếp tâm anh chọn nghĩa ân nhân, thanh thản mỉm cười an nhiên nhé, ngủ giấc thật sâu, giấc thiên thần. Đến giờ chót, khi biết thời gian bên cạnh đàn anh không còn nhiều, Hoài Linh mới tự cho phép mình yếu lòng. Xin rơi một giọt nước mắt để tiễn biệt người anh. Nghệ sĩ quỳ xuống sàn nhà và khóc nghẹn. Hơn 20 năm đứng trên sân khấu cùng nhau, khi nhắc đến Hoài Linh, người ta thường hỏi Chí Tài đâu rồi và ngược lại. Bộ ba nước tiếng của sân khấu nụ cười mới cách đây mười mấy năm, Hoài Linh, Chí Tài, Hữu Lộc, giờ đã ra đi hai người. Từ giờ không còn ai cô độc hơn tôi đâu, Hoài Linh đã nói với một người em trong đám tang như thế. Vóc dáng nhỏ bé, tuổi ngoài 50, nhưng từng vòng hoa, cách bài trí, sắp xếp lịch trình đều do một tay Hoài Linh thu xếp. Hoài Linh đeo khăn tang cúi người cảm ơn đến những khách viếng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.